kìa bác. Quá là đậu luôn. Đó, kìa bác. Đúng. Đúng, nó khỏi đâu anh. Chào các bạn nha. Đây bữa nay mới đi quay lại các bạn ơi. Trên đường đất này nó bị lúng rồi, máy cày kéo đang bị lúng anh em. Quay YouTube. Miệng tay máy. Sao mắc vậy hả? Rồi. Rồi đang đào các bạn ơi. Đó, rồi dĩ cho nó xuống anh em. Dạ, dạ. Rồi, đang đào mà đang tới đây mắc lại tới cán luôn các bạn. Thấy không? Rồi, máy cày gì 7000 mấy Shibuya anh em ơi. Cái này 70 quá anh em. 60 70 gì nè. Này dàn chân 60 anh em ơi, máy này 60, chắc hàm lên hàm quá. Đen. Rồi ra ve lại các bạn, cán với cầu luôn. Đó. Cán luôn các bạn ơi. Này đồng này nó lắm mới hiếm gặp chiếc này nha. Ghê không? Ghê không? Không được các bạn ơi. Ô ghê quá. Ô quá ghê quá ghê quá ghê. Nó bị xài luôn anh em ơi. Mình sẽ hết ve đè lại mà nó bị xài luôn. Chắc lật ngọt lây luôn quá các bạn ơi. Nguy hiểm quá các bạn. Quá nghiêng rồi. Đây, chiếc máy cày Shibuya đang kéo anh em. Mình đang chạy xe theo, mình tính quay các bạn coi xuống máy mà tới đây mắc lầy rồi. Bây giờ nó bị nghiêng đi chỗ đó luôn rồi. Ôi trời ơi, ghê không. Quá ghê anh em ơi. Này cái này khó nè, cái này ca này khó luôn các bạn ơi. Rồi nó lọt lật qua bên đây luôn nè các bạn, tại nó đi nghiêng đó các bạn. Ê mình đào với cầu cho bên kia nó hấp đi, mình đi xuống đi để lọt qua đây luôn đó. Bởi vậy đào với cầu cho bên kia cho nó xấu đi. Quá nghiêng các bạn ơi. Đụng mắt rồi nó xời qua đây rồi. Dĩ cầu nó gì anh tính cán dĩ cầu cho rồi máy nó ve xuống luôn các bạn. Qua khúc này hay gì rồi lên lại các bạn, tại đất chỗ này nó xốp nó lúng cái bánh cái xe cộ mất tiêu luôn rồi. Nghiêng nè. Nghiêng ghê không? Đó. Đây chiếc máy cày này là chiếc máy cày gì mình không biết anh em ơi, Shibuya 7000 nè, có số hàng má gì nè. Nào giờ cũng mới thấy Shibuya 7000 anh em. Bự cho bá một cầu hay vậy anh em ơi. Rồi, mình tập trung vị trí mới cắt lại đi. Quá rồi, đào luôn. Chúc xin thế gọi lãnh tiền YouTube chia lại nha. Tới đâu lặng? Cái này hả? Ừ. Lâm Viên. Mà vậy tới đâu? Tới đầu dưới xíu. Rồi vậy đi bạn, lúc nay xuống mình lọt lầy mình xuống rồi chút lên lại nữa hả? Rồi, vậy không luôn. Rồi anh em đang đào các bạn, máy này đang nghiêng bên các bạn ơi. À, chạy quá nó xài gần bên hông bên đây là mình kia nó cán vô cái dè luôn anh em.
quả xoài nè mọi người. Ê, quá nghiêng các bạn, qua bệnh đây quá nghiêng. Chỗ này mình đang đứng gần xíu cái cài bởi vì nó ấy nha. Đó. Quá trời nghiêng luôn em ơi, nó đụng rắc bệnh kia luôn rồi, đúng quá đúng rồi nè. Cái cài kéo không nổi các bạn, nó bây giờ tới đây sụp lầy. Đó, ghê không? Cái này xuống là anh chạy bộ luôn các bạn ơi, con này 60 thì lên hàng 70 vậy anh em ơi. Đó, đang về xuống rồi các bạn. Ôi, nó nghiêng bên kia luôn các bạn ơi. Đó, ghê quá. Rồi, rồi lọt cũng phải luôn rồi. Quá ghê à. Đó. Nguy hiểm quá. Quá quá nguy hiểm rồi. Tội luôn rồi đó, đường nào xuống. Gãy 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 cây luôn rồi kìa. Dạ thằng lại. Rồi cái này lúng rồi nè. Gãy sắt luôn các bạn ơi. Sắt bợ gãy luôn rồi. Rồi giở cầu lên. Giống như đi kẹt vậy đó anh em. Ở miền Tây lâu lâu mới gặp cảnh này. À, giống như kẹt không? Lại lúng chạy mớt cái dành này luôn các bạn ơi. Máy này ở Lâm Viên cũng cấm cái gì các bạn. Rồi, tài xế bò máy cày đi luôn. Quá đúng mà tới đây cũng rồi giờ chạy bộ luôn các bạn, máy cày lên rồi máy cày chạy bộ. Đó, ghê không? Cũng siêu dài. Làm này là vừa để dành kéo máy cài máy cắt nên chở máy cắt thôi anh em. Rồi ba đường lại các bạn ơi. Đây bữa nay mình lên đây quay máy 110-115 anh em. Rồi anh chạy lúc trương trọng luôn rồi kìa. Rồi cái đường này đúng nha các bạn. Quá ghê. Rồi lâu lâu quay lại gặp cảnh này cũng nguy hiểm quá các bạn ơi. Rồi không biết ai chạy chiếc máy cắt này, cái mui chiếc này 60 lên đời nha anh em. Quá dữ. Rồi em tài xế chạy vô. Này 60 chạy bơm bấm hiểm các bạn ơi. Hàm chắc lên hàm rồi, con này lên hàm. Đó, đang đi nghe anh em. Rồi một chút mình sẽ pho heo nó quay các bạn coi cắt ở đâu. Đó, đây chạy vô chắc này chạy không ngon hơn đi cộ anh em. Cái ngoài kia nó máy này ở xa các bạn, ở đây thì đồng này không có chẹt. Chắc này trên núi á, gần núi á. Đó, cánh này còn nguyên chăng luôn các bạn ơi. Máy móc chừng á. Rồi lên là anh chạy đi các bạn. Rồi chút cái gì mình sẽ pho heo ảnh nha. Còn cắt ở đâu ha.